Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Theo đó, bổ nhiệm ông Trương Văn Trình, Chánh Thanh tra Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Bổ nhiệm ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phụ trách Điều hành hoạt động của Sở Giao thông Vận tải kể từ ngày có quyết định cho đến khi cấp thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc. Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam chúc mừng hai cán bộ được điều động bổ nhiệm trong đợt này, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai sở Y tế và Giao thông Vận tải. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng ở vị trí mới, các cán bộ sẽ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển mới của thành phố trong thời gian tới.